Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những chương trình cử nhân giảng dạy bằng tiếng Anh ở Na Uy. Trong video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn một số chương trình cử nhân giảng dạy bằng tiếng Anh ở khối ngành kinh doanh và khoa học xã hội. Nếu các bạn chưa xem video trước thì có thể theo dõi đường link ở phía dưới nhé. Còn trong video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những chương trình cử nhân giảng dạy bằng tiếng Anh ở khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, nghệ thuật và nhân văn. Mình sẽ tiếp tục làm thêm những video chia sẻ về kinh nghiệm học tập, phát triển bản thân cũng như là cuộc sống ở nước ngoài của mình. Các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube và Facebook của mình để cập nhật thêm những video mới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu. Đầu tiên, ở khối ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trường Nord University. Đây là một trường nằm ở thành phố Uda, phía bắc Na Uy, là một trong những nơi lộng gió nhất ở Na Uy. Cũng giống như thành phố Tromsø được giới thiệu ở video trước, thì thành phố Uda cũng ở gần Bắc Cực, nên vào mùa hè các bạn có thể thấy hiện tượng Midnight Sun, tức là mặt trời chiếu sáng vào ban đêm. Trường Nui University hiện có hai chương trình cử nhân giảng dạy bằng tiếng Anh. Thứ nhất đó là chương trình Games and Entertainment Technology. Đây là chương trình cung cấp cho các bạn những kiến thức và kỹ năng phát triển trò chơi điện tử và các sản phẩm kỹ thuật số khác nhằm ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như giải trí, giáo dục và quảng cáo. Chương trình thứ hai đó là chương trình cử nhân về Biology, sinh học. Đây là chương trình sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về các chủ đề sinh học như tiến hóa, đa dạng sinh học và di truyền học. Tiếp theo, mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những trường có chương trình cử nhân giảng dạy bằng tiếng Anh ở những ngành nhân văn và nghệ thuật. Thứ nhất đó là trường Nord University. Hiện nay, trường này có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ở những ngành như sau. Thứ nhất đó là ngành cử nhân về Anh ngữ. Thứ hai đó là Film and TV Production, chương trình cử nhân về sản xuất phim và truyền hình. Thứ ba đó là chương trình Circumpolar and Nordic Studies. Đây là chương trình cử nhân chuyên về nghiên cứu về Bắc Âu và vùng địa cực. Ở chương trình này các bạn sẽ học những kiến thức về môi trường, phát triển bền vững và các vấn đề xã hội ở khu vực này. Trường tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là trường University of Agder. Trường này nằm ở thành phố Kristiansand, phía nam Na Uy, có khí hậu khá dễ chịu. Thành phố này thu hút nhiều du khách vào mùa hè và có vườn thú lớn nhất ở Na Uy. Hiện nay, trường này có chương trình cử nhân Anh ngữ. Trong chương trình này thì các bạn sẽ học về lịch sử và văn hóa của các nước nói tiếng Anh, cũng như đi sâu vào ngôn ngữ và văn học. Chương trình thứ hai đó là chương trình Bachelor's Program in Music Performance, Western Classical Music. Đây là chương trình cử nhân về trình diễn âm nhạc cổ điển phương Tây. Trường tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là trường Oxford University College. Trường này nằm ở thành phố Fredrikstad, cách thủ đô Oslo khoảng 2 giờ đi tàu. Ở trường này thì sẽ có hai ngành cử nhân giảng dạy bằng tiếng Anh hiện nay, đó là ngành cử nhân về acting, tức là diễn xuất, và ngành thứ hai đó là scenography, cử nhân về phối cảnh. Trường tiếp theo đó là Western Norway University of Applied Sciences. Trường này nằm ở thành phố Bergen, thành phố lớn thứ hai ở Na Uy. Ở trường này thì có chương trình cử nhân về nghệ thuật Community Arts với những chuyên ngành như là nghệ thuật thị giác, âm nhạc và nhảy múa. Và cuối cùng, đối với những bạn muốn học thêm về tôn giáo thì các bạn có thể tham khảo hai trường như sau. Thứ nhất là trường Fyrenhall International University College, FIUC. Ở trường này thì có chương trình Bachelor in Bible Ministry and Mission, tức là chuyên về kinh thánh, mục sư và truyền giáo. Chương trình này dành cho những bạn muốn làm công việc ở nhà thờ hoặc công việc truyền giáo. Và chương trình này hiện nay có mức học phí là 3.000 kron trong một học kỳ. Ngoài ra còn có trường MF Norwegian School of Theology, Religion and Society. Ở trường này thì có chương trình cử nhân về Theology, Religion and Society, tức là chuyên về thần học, tôn giáo và xã hội. Một thông tin thêm dành cho các bạn đó là các chương trình cử nhân ở Na Uy thì thường kéo dài 3 năm.
Ngoài trường FIUC có thu một mức học phí nhỏ ở mỗi kỳ học mà mình đã chia sẻ ở trên, thì tất cả các trường còn lại mà mình đã chia sẻ trong video này đều miễn học phí. Nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hoặc là thắc mắc gì thì đừng ngại chia sẻ trong phần bình luận nhé. Mình sẽ tiếp tục làm thêm những video chia sẻ về kinh nghiệm học tập, phát triển bản thân và cuộc sống ở nước ngoài của mình. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh YouTube cũng như là Facebook của mình để cập nhật thêm những video mới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye!